Hello các bạn, Huy, thầy Huy. Đây là Ten 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 Engineer. So, gonna make a meeting now. Facebook. Okay. Tôi đúng như kiểu khách như vậy. Đây là những cái dụng cụ hàng những cái chuyện đó rồi. Chả có gì. Trong cái khay này nó có cái bôi ít dầu là cái vài bạn dầu gì được, dầu ăn bất cứ một cái gì được, chứ sao nó không có dính. Ok, các bạn thấy không? Bắt đầu là tôi sẽ trộn xi măng. Ok, bây giờ bắt đầu trộn xi măng ha. Tôi làm con mình cho nó vui vẻ mà, nhưng mà không có ai hết. Ok, cái lớp xi măng đầu tiên á thì tôi chọn giống như là đấy là nguyên liệu nó gọi là gần như là xi măng gọi với đá, nó gọi concrete mix. Cái bên dưới cùng thì nên cho nó một cái cứng cực cứng, vì mấy cái này là nhiều khi mình làm một cái như khi mình bước lên, khi mình bước lên nó sẽ không có được chân mình nó không có dơ. Thế vậy cái này tôi sẽ để vô trong, okay. Này là chỉ chỗ, cái okay. Này dày biết đúng không? Ok, hai, bạn thấy nó vậy ha. Sau khi tôi trộn xi măng về, cái này là nó là nó cũng giống như là bê tông vậy, mình tôi đổ vào trong này, có lẽ ai cũng làm. Nếu mà mình có được mấy miếng sắt như vậy thì nó tốt hơn, nó sẽ cứng và nó không có bể ra được. Đại khái ví dụ như miếng này tôi bỏ vào đây. Đó, cái này tôi bỏ vào đây, miếng này tôi bỏ vào đây. Nó sẽ đừng nó lòi ra ngoài. Đó, thấy thì sẽ trộn thêm mo xi măng nó gần đi trên đầu. Bắt đầu tôi mới trộn xi măng mịn, nói chung xi măng với cát, và lúc đó tôi sẽ lấy cái mặt thẳng của nó, và sau đó tôi sẽ stand cái hình của xi măng này chắc như vậy, nó rất là đẹp. Và tôi đè mấy cái, mình thấy là dưới này nó có miếng sắt, thấy không? Nó đẹp. Tôi đè cái này mình xuống hết. Nói chung chỗ nào cũng miếng sắt, miếng sa, miếng thép đó, nó là thấy nhất nhất không? Miếng sắt nó nằm dưới, tôi muốn nó nằm dưới để nó giữ cho cái xi măng nó cứng và nó không có bể ra được. À, đại khái rồi. Nếu không thì nó có thể ở đây mùa đông nó lạnh nó bể nứt ra. Nó bị đánh dưới này cũng sắt. À, tôi bỏ cái hình sai, cái hình nhỏ, cái hình vuông, cái hình như là stop sign và cái kia cái vòng tròn, vì nó không có cái sự dính nó cắt không được tròn á, cho nên kiếm một cái gì đó đè ở đây để khi nào xi măng nó ráo thì mình sẽ tiếp tục làm. That's all. Thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đây là những cái hòn sỏi, hòn bi mà tôi hồi xưa tôi có cái hồ cá, bây giờ tôi bỏ hết vào trong này và mình làm sao đó trang trí cho nó đẹp. Thì đại khái giờ xi măng nó trộn miếng như vậy, xi măng này là xi măng mịn với cát mịn như kia, đại khái thấy không? Đó, giờ tôi bỏ xi măng lên đây phần nào bắt đầu bỏ gần đây là tôi mới bắt đầu tôi đợi cho nó khô và tôi mới stand cái mặt cái Mickey Mouse lên, cái con chuột lên. Ok, đây thấy tôi đã bỏ hình con Mickey Mouse lên, cái mặt của Mickey Mouse lên, nó nằm ở dưới đó thì có khoảng độ 5-3 phút mình lấy nó lên, lúc đó xi măng nó dính lại đèn hoặc nhiều mình không biết, nhưng mà thường thường đó mình stand nó, mình đóng nó xuống á thì nó thành cái mát, cái mát đó nó sẽ
tạo ra. Nếu mình để nó lâu thì nó tốt hơn. Nhưng mỗi lần mà mình đóng cái mát nó lên á, mình nên rửa nó đi, vì xi măng nó dính ở dưới đó. Thì khác vậy thôi. Và thấy không, đây là hình hai con Mickey Mouse tôi đóng dấu. Và cứ nghĩ như vậy là xong rồi, tôi không muốn bỏ thêm cái này. Vì bỏ thêm nhiều thì lúc nó hư đi. Mình cũng may mắn khi nào mình stem một cái con mèo lên, mình đóng cái con mạc con Mickey Mouse lên thì nó dính được, như vậy rất là tốt. Thấy vậy không? Nghĩ chưa? Đây là cái hình tôi sẽ làm món cho mình thấy, ok. Mình đè cái này xuống thiệt mạnh thì cái con bi mai mốt nó sẽ không bị mất đi, nó không có bay, nó không có bị rơi ra. Nó rơi đây sáng à, nó không có đạn chụp cái gì hết kìa. Các bạn thấy từ lạnh quá ha, không lạnh đâu. Các bạn mình sẽ vui vui. Bây giờ lúc nào tôi cũng làm đúng công việc. Một lúc á, tôi có thể làm cái này trên lầu, tôi làm cái gì khác, cái đấy là cái hình này nó như vậy. Càng sâu càng tốt, thấy tay tôi đè xuống không? Đó. Giờ tôi còn thiếu cục đó, tôi phải khi mà tôi stem cái con Mickey Mouse này, tôi cũng phải để cho nó 1 đến 3 phút. Thì khi mấy cái độ ép của nó, tay mình ép nó xuống vậy, nó nhẹ vậy đó. Thì và thường thường đó, trên đây nó có một cái vồ, khi mình ép nó xuống nó thành cái cạnh vậy. Đây là hình Mickey Mouse 3 làm xong. Tiếp tục tôi thấy là hai con đầu. Bây giờ tôi không có động đây, nó đã xây xong chuyện là không muốn làm nữa. Nhưng mình đợi nó khô, nó ra khô. Nhiều khi tôi đợi tuần, 3 ngày, 5 ngày cũng được. Thì vì xi măng nó càng khô thì nó càng cứng. Mà nó cứng á, mà nếu bạn không lấy ra được, bạn thả nó vô nước là nó ra hết. Giờ còn hai cái stem và cái pin kia nữa. Okay. Đây là cái hình vừa tôi mới đóng cái stand nó vô đó các bạn. Đó, tôi để mấy pin bi bên ngoài. À, nhìn rất là dễ thương. Cái hình này nó còn cũng nhỏ, cái này nó gặp to này, bạn thấy nó có thể to gấp đôi. Thế dụng cụ của tôi thì chả có cái gì hết, nó chỉ là nó tấm hình những cái hình xi măng mà tôi làm. Các bạn thấy, bây giờ tôi quay hết là tổng cộng nó có 7 cái. Cũng làm đẹp ấy. Những cái nó hư chút tôi sửa mà không phải nó hư, mà cái con Mickey Mouse nó mình đè nó hơi nặng tay, nó lồi được cái vậy. Bây giờ tôi phải sau khi 2 ngày tôi để xi măng nó khô thì nó hình dạng nó nhẹ. Tôi bỏ thêm những cục đá cho nó đẹp thêm chút đó. Thì gỡ nó ra thì sao ha, gỡ nó ra sẽ thấy nó như thế nào. Ok, để nghĩ cho mình trời nên nắng cho nên thì nó không có được rõ, nó nắng quá nó tốt nhưng mà nó không có được rõ thực tế. Như thế thì bỏ nó ra nhé, cái này ra cái từ đây xin nó còn được tốt ra. Cái này là sau 2 ngày xi măng nó còn, cái này nó được dày nó cứng, trong này nó có sắt ở trong nó không thể nào bể được. Chính vì như vậy là nó chỉ có khác hơn là tôi bỏ một cái cục đá xanh xanh này lên cho nó đẹp thôi đó, thấy không? Ok, nào bây giờ tôi mở hết ra ha, gỡ mới ra nứt chút đi các bạn thấy không? Ok, cái nào tôi cũng để cái ngày của nó hết cho nó vui, mình biết là cái ngày nào mình làm mà. Rồi, cảm ơn các bạn coi cái video của tôi ha.
Nếu các bạn cảm thấy thích thú, thích đăng ký hoặc là chia sẻ. Ok, cảm ơn các bạn ha. Tôi chào.